Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thanh đoàn Hà Chí Quang công khai dung mạo con song sinh. Từ khi thông báo có con ruột 100%, Thanh đoàn Hà Chí Quang nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm tích cực từ phía khán giả và người hâm mộ. Họ chính thức chào đón hai nhóc tì chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan vào ngày 9 tháng 12. Ai nấy đều mong chờ hai người công khai dung mạo cặp song sinh ca ca muội muội để được ngắm nhìn gương mặt dễ thương, hồn nhiên của hai bé. Đáp lại tình cảm và sự mong đợi của khán giả, Thanh đoàn Hà Chí Quang quyết định công khai dung mạo của cặp song sinh như dự kiến. Trong những khung hình đầu tiên, ca ca muội muội chiếm trọn sự chú ý của dân tình bằng vẻ ngoài hồn nhiên, dễ thương, cặp bé thu hút bởi chiếc mũi cao, môi trái tim rõ nét. Thanh đoàn cho biết, tùy vào đánh giá của mọi người con xấu đẹp ra sao, anh vẫn mong nhận được bình luận tích cực khi công khai con và không muốn các bé bị lời ra tiếng vào. Hà Chí Quang, Thanh đoàn đưa hai con ra đời ở Thái trở về Việt Nam, tiết lộ danh tính của mẹ hai bé. Thanh đoàn Hà Chí Quang lưu lại toàn bộ khoảnh khắc đầu đời của con trên trang cá nhân được lập riêng cho các nhóc tì. Đối với họ, đây là những kỷ niệm ý nghĩa trên chặng đường làm cha Quang, ba đoàn, cả hai chuẩn bị cho các bé khởi đầu suôn sẻ, cuộc sống vật chất đủ đầy và nhận toàn bộ tình yêu thương của phụ huynh, gia đình và người thân. Trước đó, khi chia sẻ khung hình bỉm sữa, Thanh đoàn Hà Chí Quang khéo léo che mặt hai bé vì con còn quá nhỏ. Lần đầu lên trước phụ huynh, cả hai được người khen khi chăm con khá thuần thục, từ vỗ ở, ru bé ngủ, cho uống sữa. Tuy nhiên, một lúc nuôi hai bé không phải là điều dễ dàng, dù phải thức đêm, mất giấc, cặp đôi vẫn tràn đầy năng lượng, hạnh phúc khi ước mơ có con thành hiện thực. Vượt qua mọi lời thị phi bàn tán, Thanh đoàn Hà Chí Quang có được chuyện tình viên mãn như hiện tại, cặp đôi không ngại chia sẻ niềm vui khi có hai con song sinh đến khán giả, người hâm mộ. Tình cảm tích cực của những người theo dõi là động lực để hai người vững bước. Còn bạn, bạn nghĩ sao về dung mạo của ca ca muội muội? Chia sẻ với chúng tôi nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.